Nóng, nghệ sĩ Hoài Linh chính thức gửi đơn tố cáo nữ CEO, tội vu khống sau thời gian dài im lặng. Mới đây, thông tin nghệ sĩ Hoài Linh chính thức gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vì tội vu khống và làm nhục được đông đảo netizen chia sẻ. Theo đó, nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là hai trong số 5 người gửi đơn yêu cầu Công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý nữ CEO. Trong đơn tố cáo cho rằng, họ bị bà Hằng vu khống làm nhục trong suốt thời gian qua trên nền tảng mạng xã hội. Qua đó đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xử lý trường hợp này. Vụ việc đang được xác minh làm rõ. Do tình hình dịch nên cảnh sát chưa làm việc được với các nghệ sĩ và người bị tố cáo, nguồn tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh nói. Trước nghệ sĩ Hoài Linh, thông tin Đàm Vĩnh Hưng chính thức gửi đơn tố cáo cách đây vài giờ cũng đã gây sốt khắp các trang tin. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định nữ CEO đã bịa đặt, lan truyền thông tin sai sự thật khi cáo buộc ông ăn chặn tiền từ thiện với số tiền lên tới 96,8 tỷ đồng, nhận hối lộ, gian lận trong chương trình The Voice. Chưa dừng lại ở đó, Đàm Vĩnh Hưng còn cho biết bà Hằng đã công khai thông tin cá nhân của anh bao gồm bí mật đời tư, tình cảm cá nhân với thái độ công kích và lời lẽ miệt thị, thiếu văn minh. Thông tin nghệ sĩ Hoài Linh tố cáo bà Hằng nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi của nhiều người, khán giả đa phần đều lên tiếng chỉ trích nam danh hài khi có hành động trên. Đa số vẫn chưa chấp nhận việc Hoài Linh ngâm tiền từ thiện 6 tháng trời, không một lời giải thích. Sau khi bị netizen đồng loạt tẩy chay, Hoài Linh vẫn không chịu giải thích rõ và xin lỗi các mạnh thường quân và chọn cho mình một cách ở ẩn. Nghệ sĩ Hoài Linh dường như biến mất trên mạng và chọn cách ở im trong ngôi đền 100 tỷ của mình. Một số bình luận mỉa mai Hoài Linh trong các diễn đàn. Ém tiền cứu trợ 6 tháng liền, giờ ngồi lên kiện. Ngâm 6 tháng trời, không nuốt được, nên cay à. Xin lỗi mọi người, mình nói thẳng, người ta có cái sai, nhưng để đi kiện người ta, phải có trong tay cái gì đó, người ta mới dám làm. Thì ra là ủ mưu bấy lâu nay, cái gọi là đã ăn cướp còn la làng. Không phải bà Phương Hằng la ó vạch mặt bọn nó mới ba chân bốn cẳng đi làm từ thiện bù còn gì. Thân là củ cải mà cứ tưởng mình là nhân sâm, sống không có tâm đi kiện người khác. Đúng là dăm ba cái bọn, mượn hoa thơm cúng Phật. Hiện tại, thông tin về nghệ sĩ Hoài Linh tố cáo bà Hằng vẫn đang được mọi người quan tâm và chia sẻ. Có thể nói, đây là hành động mới nhất của nam danh hài sau thời gian ở ẩn được mọi người mong chờ.